Xin chào cô chú anh chị đến video tiếp theo của Huyền Thoại nha. Hiện tại thì có một chị gái đến giao hàng cho chị Hồng Loan rồi cả nhà. Thì giao hay là cơm trái hay là gì? Ủa anh Tân giao gì anh Tân? Cơm trái em. À cơm trái hả? À giao cơm trái hả cô chú anh chị? Wow, giao hai thùng hàng luôn ha. Rất là quý luôn. Đây là sinh nhật Bắc Năm. Phía bên trong thì có Bùm Bùm với lại anh Phương nha. Hiện tại thì chị gái và cơm trái cũng đã xong rồi ha cả nhà ha. Thì hội cũng báo thông tin là 10 tây tháng 12 là sinh nhật của cậu Năm Vũ Linh. Thì Thoại sẽ báo tin là cậu Thoại sẽ lên mộ cậu nha cả nhà. Thì lâu lắm rồi Thoại cũng chưa có lên mộ của cậu nữa. Thì Thoại cũng muốn quay cho cả nhà cùng xem để ở trên mộ cậu thì có khán giả đến lên mộ cậu. Thì trước giờ Thoại chỉ quay nhà Loan thôi, chưa có quay cái gì mới để cho cái gì nó mới chút. Thì chủ nhật này Thoại sẽ lên mộ cậu nha cả nhà. Cũng là khán giả cũng rất là đông tại vì sinh của cậu. Thì Thoại cũng đăng si là ở nhà Loan lúc đó chắc cũng đông. Thì phía trên mộ cậu thì cũng có mấy anh em YouTube ở từ trước đến giờ. Hiện tại thì chị Hồng Loan cũng bán hàng cũng bình thường ha cả nhà. Thì buổi sáng thì cũng thẩm định cũng đã xong với chị Ni, với Hồng Loan cũng đi MV ca nhạc của anh Hai Vũ Lưng làm ra cái MV thì cũng về rồi cả nhà. Thì sáng giờ chị Hồng Loan cũng đã mệt thì cũng đang nghỉ ngơi thì tối nay có thể xuống bán hàng với lại khách đến mua. Thì Thoại cũng cập nhật thông tin như là chị không lo bán hàng nha cả nhà. Thì hiện tại thì giờ cũng 5:00 gần 6:00 cả nhà. Thì bữa nay thì trời rất là trong, cũng sáng. Hiện tại có một cái xe hơi tới nè chú anh chị, không biết xe hơi là xe hơi qua tới đón chị Hồng Loan hay là ai tới nữa cả nhà. Hiện tại thì đang đậu trước cửa nha, thì không biết là ai tới. Wow, anh Hải ra rồi cả nhà. Thì anh Hải lên xe cả nhà ha. Hiện tại thì phía bên trong thì bữa nay thì anh bị bán hàng nha cả nhà, với lại Trang là người làm cho chị Hồng Loan. Thì hồi nãy Thoại có quay là anh Hải đi xe hơi đi rước chị Hồng Loan cả nhà. Thì tôi là chú Chánh. Thì bữa nay là thứ năm,
Ai bữa nay thứ ba, xin lỗi, bữa nay thứ ba thì cái là 10 tây là ngày chủ nhật cả nhà. Thì rồi đây là bữa nay thứ ba, thì thứ tư, năm, thứ sáu thì Thoại vẫn quay nhà Hồng Loan cả nhà. Thì đến ngày chủ nhật thì Thoại sẽ lên mộ quay cho cả nhà cùng xem trên bầu cầu Nam Mưu Linh. Đây là truyền thông của chị Hồng Loan nha cả nhà. Thì chị Loan dùng live stream á cả nhà. Thì chị cũng đứng mấy anh thôi, thì trai ăn hơi ngại chị má vô anh này có dạy cái không em dễ đâu là hello luôn giờ dễ hả rồi giờ cả nhà. Đây là chị trợ lý của chị Hồng Loan đã về rồi. Hiện tại thì giờ này cũng 6 giờ cả nhà. Thì có anh Phương ra ngoài cửa đứng hóng mát nha cả nhà. Bữa nay bé Thảo rất là dễ thương cả nhà. Bé Thảo này nha. Thì có khách hàng mua hàng cả nhà. Buổi chiều có khách hàng mua hàng. Thì là bên kia vui chứ thì nhiều lắm á. Cứ là nộp đơn mới nộp đơn và mấy công ty nộp đơn. Thảo rất là dễ thương ha cả nhà ha. Cố tình lấp la lấp liếm để tránh sao cho chú được. Từ lúc mà chị Hồng Loan live stream thì có thằng Bum xuất hiện ở chỗ live stream với chị Hồng Loan đó nha. Thì thì bữa nay thấy Bum xuống bán hàng cũng đều cả nhà, cũng rất là quý. Thảo rất là dễ thương. Thoại cũng xin ngưng clip cả nhà. Thì giờ này cũng 6 mấy rồi cả nhà. Thì mấy anh em YouTube cũng về nghỉ ngơi, tại vì sáng cũng quay cũng khá là mệt nè cả nhà. Thì Thoại còn ở đây để quay chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Chắc hồi nay bữa nay cũng về sớm cả nhà ơi. Thoại bữa nay quay cũng cười đuối, trang lớn này nọ cũng gắng quay cho cả nhà cùng xem. Thì cô chú anh chị có xem video của Thoại nhớ ủng hộ like đăng ký nha cả nhà. Bye bye cô chú anh chị nha.